Rồi Vũ xin chào tất cả các bạn đã trở lại video mới của mình ha. Hôm nay mình sẽ kêu quán con Future 125i đời 2019 nha các bạn. Future Việt Nam á, để chữ Future đó. Còn của Thái để quay 125i. Này giá mới hiện tại là ở trong cửa hàng bán ra là 34.900.000. Thì hôm nay của em bán là đồng hồ Odo chạy chứ 3.600 thôi. Xe sạch sẽ đời 2019 nha, Odo 3.600, bán ở đây là giá 29 triệu. Rồi anh em nào cần thì liên hệ với Vũ ha. Thì hiện tại xe đang còn xe đẹp long lanh, màu trắng tinh đẹp, hai vỏ còn dày cui ha, hai vỏ rin, tem rin, xe rin 100% ha các bạn. Chạy mới 3.600 thì không có gì trục trặc của nó, em nói hết. Cái này thì xe mình bán cho cửa hàng ha, mình đang bán dùm cửa hàng. Đây lốc nè, màu còn 7 màu, cần số 7 màu, tắng 7 màu, nói chung thì ghim chón luôn, còn ghim chón. Đầu số, số máy em nói nè, số máy, ok, cây chổi lò xo còn 7 màu ha, mâm thì quá là ok, mọi chức năng hoạt động đèn càng nhanh đời thì hoàn hảo hết. Ốc tán màu trước 7 màu, đĩa thắng phục rồi còn ok, heo dầu rồi quá là ngon, mâm riêng chón luôn, vỏ trước còn dày cui ha các bạn. Thì nếu mà cái xe mà hư cặp vỏ thì nó chạy từ có 30.000 cây nó mới hư cặp vỏ, và xe mới 3.600 thì nó còn dày cui à. Thì mỗi chức năng xe có hãng thì mỗi chức năng, mỗi phụ tùng còn đầy đủ hết nha các bạn, còn hai kiếng hai chìa khóa đầy đủ hết. Thì anh em nào cần thì alo sớm cho mình ha. Cái loại này là 2019 là bóng led nha các bạn, bóng led màu trắng quá đẹp. Rồi đây khá clip này chưa đi các bạn ơi. Rồi, ai quan tâm đây là cái mã số của nó, cái phục của nó đăng ký cái năm này 2019 đó, đó đó 2019 đó. Đó đầu còn 7 màu. Xe bao lỗi ha, không lỗi lầm ha. Rồi anh em nào cần thì alo mình. Xe này sẽ coi ra đi sớm ha các bạn, thì vì xe quá đẹp. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha.